Hello nha, chào người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là Từ Từ Đường Phố đây. Rất vui gặp mọi người nha. Khi chúng ta thoải mái và thư giãn xem clip của mình, em hay đừng quên like và share, đặc biệt thì đăng ký kênh, đăng ký bên góc trái mình nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và trước khi bắt đầu video này thì xin chào tất cả anh em của cộng đồng đấu trường AFK nha, cảm ơn mọi người, chào mọi người. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video cũng như đăng ký kênh và xem video của mình và đã like, share video của mình ở các video trước, cảm ơn bạn nhiều nha. Thì như anh em ủng hộ rất nhiều và rất nhiều anh em bảo mình là tiếp tục làm những video tiếp theo về liên quan đến code code của đấu trường AFK đúng không? Ok, thì hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại xem hiện giờ còn bao nhiêu code code là có thể nhận được trùng được nha mọi người nhá. Ok. Thì cũng không để dài dòng và mất thời gian của anh em quá nhiều, giờ thì mình sẽ bắt đầu đi nhá. Hôm nay có nhiều sự kiện đấy nhỉ. Có cả khỉ, khỉ này chia sẻ hai lần là nhận này. Ở đây mình đang ở con ạc mới để mình đảm bảo là mình sẽ đảm bảo được các code là mình không bị sử dụng rồi, cho kính của mình đã sử dụng các code rồi nên là mình sẽ nhập phụ này. Ok, giờ chúng ta sẽ không đi nhập nhá. Nhà má nhập thì anh em biết rồi, ở khu vực cài đặt mà đấy má nhập. Ok, đây thì mình đang cầm chỗ này cũng tương đối là khá mọi người, khá là nhiều code thì chúng ta thử xem còn bao nhiêu cái nhập được nhá. Một cái nhập được này mọi người này, một code số 2. Rồi má cố 2 là không còn nha mọi người nha. Đó, má này là mình kiếm được rất là nhiều nên mình phải đi nhập thử. Rồi code số 3. Rồi một má ăn còn luôn. Tiếp tục code số 4 nha mọi người nha. Tiếp tục đến code số 4 này. Rồi quá ngon lành luôn. Code số 4 còn lại còn được 30 cái bí kíp anh hùng ngoài anh em. Quá tuyệt vời luôn. Tiếp tục đến code số 5 nha. Code số 5. Đấy ra. Code số 6. Đấy hạn luôn. Ok, đến code số 7 nào. Cũng hết hạn luôn rồi mọi người. Code số 8. Hết hạn luôn. Code số 9 nào. Má đổi này như giới hạn này. Code số 9 này mình đi là má đổi hạn này, là má này má có giới hạn nha mọi người nhá. Này. Không cùng đô với má này. Rồi. Ok. Má số 10. Rồi, code số 10 còn nha mọi người nha. Anh em để các code nào còn thì nhận nhá. Đây, code số 10 này còn này. Code số 11 này. Code số 11 nó không còn mọi người. Code số 12. Ok, bạn nào cũng chỉ còn độ khoảng 4 code thôi anh em. Như này thì mình xác định là độ khoảng còn 4 code nha. Đó, tí mình sẽ mình sẽ cắt hẳn cho anh em xem những cái code còn. Vậy là cũng là còn 4 code dùng được mọi người. Đó, thì ở đây thì anh em có để ý nhá, 4 code dùng được, trong đó là có gồm code đầu tiên, code sai không dùng được, code số 3, code số 7 và code số 10 nhá. Đó, 4 cái code còn hiện tại dùng được. Đó thì anh em tranh thủ thời gian, anh em nào mới chơi hoặc anh em chơi lâu được tranh thủ thời gian nhập này. Đó, sau khi nhập 4 code thì anh em có thể thu về một số lượng quà nó không gọi là quá nhiều nhưng mà thoải mái để anh em chơi rồi. 4 vé quét, 40 cái địa vé quét này anh em này. Rồi một tướng mới chia sẻ luôn, nhận được ác nhận chia sẻ này đủ để nhận khỉ rồi anh em. Đó, rồi chúng ta đã có khỉ nha. Đấy, tuyệt vời chưa. Bây giờ đi thu nhận nhiệm vụ này, nhận quà này. Vậy tha hồ luôn. À, chưa hết anh em, bây giờ phải đi thu nhận anh hùng mới nữa đã. Rồi giờ chúng ta đến với chuyện giờ còn cái gì mà nhiều thế nhỉ. Kiện nào. Ui, quá trời quà luôn này. Khỉ này nhận thôi, thu thập. Rồi, có tướng khỉ luôn. Khỉ này chơi rất là ok luôn nhưng mà mỗi tội là để nâng cao nên cho cháu khỉ này thì anh em nói thật là hơi tốn nhá. Nhưng mà hơi khó khăn một tí nhưng mọi người chịu khó được. Ok. Đây là nhiệm vụ hàng ngày à. Ôi trời tuyệt vời. Thu thập. Rồi còn gì nữa không? Hết chưa? Rồi, giờ thì mình sẽ đi làm mấy phát X10 này mọi người. Chúng ta sẽ đi up X10 từ phát 4 lần thôi, 5 lần luôn, cùng kim cương 5 lần luôn. Xem ra được bao nhiêu tướng ngon chịn sò nhá. Bắt đầu, lượt đầu. Ra một tướng tím đi. Tuyệt vời. Vị tướng tiếp theo là ai đây? À, hai mình vừa có một thằng rồi anh em, tuyệt vời luôn. Quá ngon luôn. Lần thứ hai. Bắt đầu mở rồi. Quay quay quà tướng tím, không có tướng tím anh em.
càng đét. Lần số 3 nào. Lần số 3 nào mọi người ơi. Không có từng tím luôn, khó nhỉ. Lần số 4 coi, đèn ghê á. Rồi một tướng tím tiếp theo anh em, thằng này sẽ tướng gì đây? Quay người cây à, tuyệt vời đấy. Ok, vậy là đã nhận được quà nhá. Rồi, chúng ta làm thêm một lần thưởng gì nữa. Hoặc là anh em có thể vào đây này, vào cửa hàng tí lên ải đủ ải mà anh em mở vào cửa hàng anh em mua thêm nhá. Mình như mình thì mình sẽ x10 bởi vì áng này phụ nên mình sẽ x10 để xem là 5 lần x10 chẳng lẽ được mấy tướng tím, mới được có 3 tướng tím anh em. Ui. Mắt nhọ luôn á. Đúng thanh niên nhọ nhất của Lâm luôn, mình đúng là thanh niên nhọ nhất của Lâm luôn anh em. Đau lòng ghê. Ở bù lại thì chúng ta cũng thu về được một lượng khá lớn quà anh em. Giờ đến đèn thăng thiên thôi. Đầu tiên thì thăng thiên cháu này trước. Đói, ngon lành luôn. Vừa mới về chơi đã có một con này lên rồi. Quá tuyệt vời luôn. Đấy. Giờ thì tự động ghép. Uầy, quá ngon luôn nha. Các bộ cũng chuẩn bị đủ lên một lượt hết rồi anh em. Nhận nào. Tha hồ quá các kiểu. Rồi, rõ. Dùng tiếp. Rồi, ngon lành anh em. Ok, tiếp tục là anh em dùng nốt đồ nè. Uầy, ngu rồi. Phí quá, mấy cái này nên để lúc sau. Nó nhiều thì hắn dùng anh em. Mình dùng hơi phí rồi. Ok, giờ nâng cấp tướng chính rồi đã. Uầy, giờ lâng mới sướng này. Quá trời luôn. Thiếu vàng thôi. Tầm này là chỉ sợ thiếu vàng thôi nhá. Rồi. Quá trời luôn này. Anh Hùng nâng cho khỉ này tí anh em. Mình cũng thích chơi khỉ lắm. Khỉ này chơi sướng anh em. Đấy, cháu khỉ này thể thiên chơi rất là đá luôn. Thiếu vàng thôi. Lại tiếp tục dùng nào. 30k vàng. Đến thăng thiên không được nữa. Nâng khỉ lên nữa.
Ok, video của mình cũng kết thúc thôi. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Chúc anh em xem video vui vẻ, đừng quên like và share nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Tạm biệt. Bye bye.